Thế là nương nhà mình ở đâu? Hả? Quê ở đâu? Mình ở dưới xuôi. Dưới xuôi gì? Nương nhà mình ở đâu? Nhà mình ở dưới này. Thế à? Đây là anh em mình này. Thế mấy đứa nhỏ này là như nào? Mấy đứa nhỏ là con mình hết. Con hết à? Vâng. Thế là mình có mấy đứa con? Nhà anh chỉ có hai đứa thôi. Hai đứa à? Vâng, thì cái nhà là của anh cũng chỉ có bác nữa. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi chơi một chuyến, đi bẻ ngô với các cháu nhỏ ở vùng cao để xem là công việc hàng ngày của các cháu Vâng, như thế nào. vất vả lắm em ạ. Vất vả á? Vậy là ừ. Mà mình bẻ ngô đi, cái thứ hai này là mưa là đến mưa luôn. À, đang bẻ thì nó mưa à? Vâng, nhưng mà mình bẻ phải trời nắng một tí mình bẻ đi được. Nói chung là có lao động thì mới có vinh quang, đúng rồi. thì có vất vả thì mới có nhàn rỗi, À, đúng rồi. đúng không? Vâng. Ừ. Cái lũ trẻ con nó đi rất là nhanh, thoáng một cái là nó đã khuất vào trong những cây ngô rồi. Ngày hôm nay thì có rất nhiều lao động. Đây này, đếm sơ sơ phải có 2, 4, 6, 8, 10 lao động. Chúng nó đang chơi ở một cái hồ treo. Đi nào, đi bẻ ngô nào. Đi bẻ ngô thôi. Có rất nhiều cái quẩy tấu có kích cỡ khác nhau. Như bạn này ít tuổi thì sẽ đeo một cái nhỏ hơn. Còn chị này lớn thì đeo cái to hơn. Nào, nương ngô nhà các con đâu? Ờ, thế cái này của ai? Cái này của ai? Ồ, đi bẻ ngô mà quên công cụ thế này thì làm sao mà lấy được ngô về? Nào. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình luôn. Rất là đông. Nhưng mà các con là bẻ giúp một nhà hay là bẻ riêng cho từng nhà? Giúp một nhà thôi. Giúp một nhà à? Là giúp nhà anh nhá. Nhờ nhau thôi mà. À, nhờ nhau đúng không? Ừ. Ở đây bạn nào là người bẻ ngô có tốc độ nhanh nhất? À các con. Bạn nào bẻ nhanh nhất nào? Ồ. Bạn nào bẻ được đầy cái quẩy tấu sớm nhất thì sẽ có phần thưởng to nhất. Chơi không? Đồng ý không? Nhất trí. Nhất trí nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên nương ngô và tổ chức một cuộc thi. Bé thì quẩy tấu bé, lớn thì quẩy tấu lớn. Cứ phải đầy sớm nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng. Và có một món quà rất là lớn cho các bạn. Con đường để đi bẻ ngô cũng không hề dễ dàng một chút nào. Vòng vèo rồi. Leo lên. Đi một lúc thì đến nương ngô của các bé rồi. À, đông vui quá. Ờ, thế là không tổ chức cuộc thi bẻ ngô à? Vâng. Bởi vì ngô đã được chuyển sẵn ra đây rồi. Vâng, chuyển sẵn ở bên kia hết rồi. Ờ. Nho rồng chào bà. Con không cả bà này. Ờ. Bây giờ ngô đã được chuyển hết ra đây. À, tôi hiểu rồi. Nghĩa là các bố, các mẹ, các bà, các ông sẽ đi bẻ những cây ngô về và tập kết ở đây. Và các bé sẽ là những con ong chăm chỉ vận chuyển chỗ ngô này về. Nhiều ngô quá. À, thế bây giờ chúng mình thi xem ai cho vào gùi đầy trước nhất đi. Ai là nhanh nhất thì người thắng. Ai là nhanh nhất thì người thắng. Ô, bạn này từ từ đã. Từ từ. Con gái ơi. Đứng lại đây đã. Người nào mà nhanh nhất thì người thắng. À, ai là bạn này quẩy tấu nhỏ nhất thì có khả năng là chiến thắng rồi. Với mình thì tất cả các bạn đều chiến thắng rồi, nhưng mà để xem mà tinh thần của bạn nào cao nhất thôi. Nào, quay mặt vào đây con ơi. À, đây là con của anh nha. Ừ. Thế là nhà mình sắp bẻ xong hết chưa? À các bà, nhà mình sắp bẻ xong hết chưa? Mới bẻ được nửa nương à? Thế từ từ đã nhá, đợi chú một tí rồi mình đi về nhá. Rồi, phía bên này. Ô, chị này nhặt những cái quả mà bóc rồi thì sẽ rất là lâu. Đây, chị này cũng xong rồi này. Từ từ đợi chú một tí đã nhá. Hai bạn đợi chú một tí nhá. Vì hai bạn này quẩy tấu nhỏ nên là đựng nhanh.
Rồi, đợi chú một tí. Đợi. Rồi. Này, cô bé này bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi rồi? 13. À, xinh gái nhất ở đây rồi nhỉ. Đây là con của ai? Con của em chạy con của ai à? À, con của anh bên ngoài kia. Con của anh à? Con đi nào. Thôi. Loáng một lúc thôi mà mọi người đã cho hết gần hết được cái chỗ ngô ở cái bãi tập kết này vào gùi rồi. Và bây giờ thì chắc là sẽ là có một cuộc vận chuyển siêu lớn ở đây. Bởi vì tôi đếm sơ sơ phải có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 cái quẩy tấu. 12 quẩy tấu và tất cả sẽ đi về cùng nhau. Bây giờ mọi người có đi xuống hết cùng nhau không ạ? Đi cùng một nhà. À. Nhà nó anh giúp nhau mà. Giúp nhau đúng không? Vâng. Thì ở đây mọi người rất đoàn kết. Tức là khi mà một gia đình bẻ hết ngô rồi thì xong lại đến gia đình tiếp theo. Và tất cả nhân lực sẽ tập trung để giúp đỡ nhau trong một làng. Bây giờ làm nào để góp vui với mọi người một chút nhỉ? Mọi người có khát nước không? Có. Mọi người có muốn ăn kem không ạ? Có. Đây mỗi anh trả lời đâu, mọi người có trả lời đâu. Mọi người có biết đâu. Các con có muốn ăn kem không? Có. À? Ai muốn ăn kem nào? Hay bây giờ mình gùi về xong mình đi ăn kem nhá. Rồi. Hôm nay cháu xin phép mời tất cả mọi người một chầu kem ạ. Rồi. Nhưng bây giờ mọi người xong chưa để mình đi về nhá. Rồi. Thế nhưng mà anh đâu, của anh đâu? Anh phải cho vào đi. Ôi giời ơi, anh cứ đứng xong anh không làm. Bà ơi. Các bạn nặng thì ngồi xuống đợi chú một tí đã nhá. Ngồi xuống. Rồi. Đứng đợi lâu thì sẽ rất là nặng. Đấy. Rồi. Cái không khí ở đây vui quá. Lao động tập thể này rất là vui. Anh phải nhặt vào đi, anh là chậm nhất đây này. Đấy. Nhặt nhanh đi, bà ơi. Đấy, anh là người chậm nhất đấy. Đúng rồi, anh không nhảy bà ơi. Anh vào nhặt đi, anh đừng đứng thế, anh nhặt đi. Đấy, ông chủ nhà mà không làm. Ông chủ nhà không chịu làm. À, phía bên này có thêm những người đàn ông nữa để hỗ trợ gùi. Thì chỗ này sẽ giải quyết trong vòng một nốt nhạc thôi. Chuẩn bị xong rồi. Chuyến này là chuyến thứ mấy của con rồi? Chuyến thứ 4 à? Thế bạn này thì chuyến thứ mấy rồi? Thứ 5 mà. Nhưng bạn này lại không được trang bị quẩy tấu mà chỉ được trang bị một cái bao tải này thôi. Bạn này không có quẩy tấu. Nói tiếng phổ thông em mới nghe được. Rồi, bởi vì là bộ này không biết nó mà. Không biết tiếng. Thôi cố nhặt nốt đầy cái này để mình đi về nào. Những cái quả ngô này thì sẽ dành cho lợn gà này. Vâng đúng rồi. Bởi vì nó có chất lượng không đẹp. Vâng. Còn những cái quả này thì sẽ để dành cho mình làm giống và để ăn. Vâng. Đấy. Đấy mưa. Má. Đi, chuẩn bị nào. Rồi. Đi thôi. Về đi. Nào, trẻ con đi chậm thì đi trước. Đi trẻ con đi trước đi. Còn người lớn thì đi nhanh hơn thì đi sau. Rồi. Thì anh nói với mọi người là em sẽ mời mọi người một bữa kem nhá. Rồi mọi người đi về thôi. Muốn nó thắt đầu. Nào. Rồi. Trẻ con đi trước. Nào, cô bé xinh gái này. Đi thôi, bà đi. Đây có lẽ là một trong những hình ảnh cực kỳ ấn tượng của mình khi đến với vùng cao. Tất cả bà con cùng nhau ra giúp đỡ nhau để vận chuyển những cái cây ngô là cây lương thực chính của họ về
cất giữ ở nhà. Và gia đình nhà họ bẻ xong rồi sẽ đi hộ gia đình khác. Và điều đặc biệt nữa là những em nhỏ ở đây thì ở dưới miền xuôi thì có thể là đang tuổi ăn tuổi chơi, nhưng các bạn nhỏ ở đây thì đã bắt đầu là những lao động chính của gia đình rồi. Cái gì đấy con? À, chị. Cái gì đấy? Rắn à? Rắn à? Anh ơi, có rắn này. Rắn. Các con lùi ra nhá, đừng vào gần nó, để người lớn xử lý. Đoàn người gặp một con rắn. Ai da, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Chắc là nó đi rồi. Chắc là nó đi rồi nên là. Giết luôn á? Thôi để cho nó sống đi. Đúng rồi, nếu mà bây giờ mà nó, mọi người đi bẻ ngô mà nó đớp cho một cái cũng khổ. Đây chắc là gia đình này là một gia đình rất là lớn đấy. Bởi vì lực lượng lao động phải hơn 20 người. Rồng rắn nhau đi về. Thế đây là đã là chuyến cuối chưa? Và xong chuyến này mọi người nghỉ trưa chưa? Hả anh? Anh ơi. Ôi, anh này lại không được biết tiếng phổ thông rồi. Không khí rất là vui. Cả tuyến đường là những tiếng cười và những câu chuyện. Đi trước với bọn trẻ con. Đợi chú ơi. Đi nhanh thế. Ui, trơn mà bọn trẻ con đi nhanh thật đấy. Ơ thế anh này gùi đâu? Bạn bé này không có gùi à? Rồi đi nào, cả nhà mình đi nào. Quá ấn tượng. Người lớn trẻ nhỏ ai cũng lao động rất là hăng say. Sót lại cuối cùng là ông là người đi sau cùng. Ông nói được tiếng phổ thông không? Hả ông? À, ông không nói được, ông rất đẹp lão. Ôi giời, gia đình này chắc là phải uy tín lắm thì mới huy động được nhiều người như vậy để cùng nhau vận chuyển ngô. Nếu mà tất cả mọi người cùng đi về hết một lượt thế này thì đây là chuyến bẻ ngô cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. À, con đi trước à? Với đồng bào người dân tộc Mông thì ngô là thứ cực kỳ quan trọng đối với họ. Và hầu như là quanh năm họ chỉ trồng ngô thôi. Và cũng chỉ có cây ngô là cây duy nhất có thể sống được ở những cái vùng đất như này. Không thể trồng lúa được. Thậm chí là cây ăn quả cũng không có luôn. Chỉ số ít cây ăn quả có thể sống được ở đây như kiểu cây lê thôi. Quá đông vui. Đoàn người rồng rắn nhau đi len lỏi qua những phiến đá tai mèo. Đấy, cứ đi như này dần dần nó sẽ tạo thành cái đường mòn. Sau chuyến này là mình nghỉ trưa luôn đúng không anh ơi? À, thế là ai về nhà đấy ăn cơm hay là sẽ ăn cơm chung? Ăn nấu cơm chung ăn với nhau à? Thế đã có thức ăn chưa? Chưa có gì ăn á? Thịt thò nhé, anh phải chuẩn bị hết rồi chứ. À, chú. Mình đuổi theo dòng người mà toát mồ hôi. Thế mà ai cũng có một cái gùi ngô trên lưng. Mà nó cũng không phải nhẹ đâu. Trẻ con thì phải 15-20 cân, mà người lớn phải 3-40 cân. Họ đi phăm. Mà có phải gùi một chuyến đâu. Một ngày gùi 4-5 chuyến, 5-6 chuyến.
đấy là tụi trẻ con thôi, còn người lớn thì chắc phải nhiều hơn. Để xem là nhà của anh chủ vườn ngô này có phải là nhà giàu không. Sắp đến nhà mình chưa anh? Đến rồi à? Đấy, đoàn người cứ lặng lẽ đi qua những cái bức tường bằng đá như này. Rồi, mình đến nhà rồi. Ai già, nhà đẹp quá. Nhà đẹp đấy. Rồi, bây giờ mọi người sẽ đem ngô bỏ hết vào kho. Ui, tắc đường. Chứ là mọi người không đổ ngô ở dưới mà mọi người còn vận chuyển lên trên một cái gác xếp như này. Các con về trước thì các con là những người đưa lên trước. Wow. Là mình chất hết ngô lên trên này à? Vâng, để chất lên trên. Là để trên này để bảo quản luôn à? Vâng, vâng. Mình để xuống dưới sẽ móc đây. À. Vâng. Nhớ tới xả đây mình rồi. Nên là họ đuổi đó. Rồi, bây giờ sẽ đến lượt những người lớn. Ông ơi, em ơi, đi. Thế bây giờ xong rồi ngồi đợi ngoài chú một tí nhá. Ngồi ngoài đợi chú một tí nhá. Rồi bây giờ sẽ đến lượt những người lớn vận chuyển lên. Anh chủ nhà cũng bắt đầu mang lên rồi. Rồi. Mình cũng lên thử xem mà trên này nó rộng không. Ủa. Cái kho ngô nhà mình to quá. To bởi vì hơi chắc lắm. Đây là đã được hun khói để bắt đầu chống ấy rồi, chống mối mọt luôn rồi. Bên này là những quả ngô mà còn nguyên lá, còn phía bên này là những quả ngô đã được tách ra. Đấy. Nguyên một sàn nhà đều là ngô luôn. Đấy. Giống như ôi, ông bị đâm ở đâu à? Ôi giời, khổ thân ông. Ông lúc lên ông không để ý, ông cộc đầu vào cái xà nhà. Ông chú mình gặp lúc hồi sáng, ông cũng tham gia vận chuyển ngô với mọi người. Đấy. Nặng đấy. Rồi. Thế là năm nay gia đình yên tâm rồi. Đủ ngô để ăn rồi. Đấy. Không lo đói nữa rồi. Bây giờ mình sẽ cần một bạn đi mua nước với mình. Con gái đi cùng chú mua nước không? Đây rủ bạn này đi. Đi, có xe máy không? À xe máy mình để ngoài đi. Thế đi mang cái gùi này đi gùi nước nhá. Ông mà nói thoát đây rồi. Thế mọi người đây đợi cháu một tí, cháu đi mua nước nhá. Mua nước ngọt nhá. Về nhá. Ừ anh bảo mọi người nhá. Vâng, em phải về nước nhá. Ừ có, em sẽ quay lại đây với mọi người. Đi, con bé mang quẩy tấu đi gùi nước nào. Ai dạ, bà đổi hẳn cho cái quẩy tấu cấu to. Bà đổi cho cái quẩy tấu to để gùi cho nhiều. Đi, hai chú cháu mình nhờ đi mua nước. Vui quá. Nhưng mà mọi người ở nhà chờ ấy, bởi vì là cháu sẽ đi xe máy. Nếu đi bộ cùng cháu thì sẽ không thể đuổi kịp đâu. Thì cháu với bạn này sẽ mang nước về thôi. Con tên là gì ấy nhỉ? Sùng à? Sống. Sống à? Ừ. Thế con bảo mọi người ở nhà đợi đi để mình đi mua nước nhá.
Rồi. Bằng này có đủ không nhỉ con nhỉ? Đủ không? Hơn 20, 25, 30 người. 30 người. Ừ, thì cái này chắc chưa đủ đâu. Thế phải lấy 2 lốc à? Ừ, cho 2 lốc đi. Cho 2 lốc đi, cho em 2. Thế là em vào quay phim à? Quay phim? Anh có muốn quay phim không? Không. Không. Mình sẽ tặng riêng sống một túi kẹo. Đây là anh tặng riêng cho em nhá. Tặng riêng ấy, còn cái kia này ăn chung, cái này tặng riêng. Rồi, tổng thiệt hại. Rồi. Mọi người ơi, nước về rồi. Ôi giời ơi, đông vui quá. Rồi. Nào, xuống cầm nước hộ chú nào. Nào, nào, đứa nào khỏe ra đây cầm hộ chú nào. Mọi người rất là đang háo hức để chờ nước ngọt về. Nào, bây giờ đi về nhà để chiến đấu thôi. Xông lên. Ai cũng có phần. Nhưng mà mình để ý là có một vài lực lượng lao động là hôm nay không tham gia gùi ngô. À, đây cháu của bà. À. Vâng. Đây ai cũng có phần ạ. Thừa kẹo, thừa nước rồi. Hiện tại mình đang rất xúc động ấy, bởi vì thấy mọi người vui. Cái niềm vui này cảm giác rất là sướng. À, ở nhà mọi người đã chờ sẵn rồi. Wow. À, rồi mọi người đang chờ. Rượu thì em không uống đâu. Bây giờ bạn nào lớn thì chia nước với cả kẹo cho các bạn nhá. Đây có nước cam cả nước ấy, mọi người cứ dùng tự nhiên nhá. Bóc cái này đi con. Rồi. Đây là hầu trồng gì đó. À, nước cam. Đây bà mở xong rồi bà cho mọi người uống với nhá. Cho giải khát ạ. À. Đấy, cứ chia kẹo cho mọi người đi. Anh bảo mọi người ấy cứ lấy nước ra chia nhau uống đi, bởi vì sợ mọi người em nói mọi người không hiểu ấy. Vì đang khát nước ấy. Rượu à? Không uống đâu. Rượu ngu không uống đâu. Không, cứ cầm xong làm uống đi có gì đâu. Nhâm môi nhá. Nhâm môi một ít thôi nhá. Uống hết cái nửa ly nó gì đâu. Sớm không uống được hết đâu. Cái gì anh mình vất vả lắm. Bởi vì em không uống thì bỏ anh này uống mà. À, thế mọi người trong nhà đang... đây trong nhà này. Đang uống rượu à? Vâng. À. Xong là mình bắt một lần, xong là mình lại làm một chén. À, mỗi lần mang ngô xuống đến nhà một lần. Ừ, vâng. Tại uống một chén rượu. Ừ, vâng. Ôi dồi ôi, Tết thì đến trưa thì say mất à. Không phải say, một cái là để trưa mình ăn cơm nữa. Rồi, em xin uống một ít thôi nhá. Em không uống được nhiều. Đang uống xuống hết. Em uống nước ngọt với mọi người thôi. Vậy bỏ đại khách uống ngọt của bên em biết làm chén đi. Em không uống được hết. Em gì, chén gì có say đâu. Ba ơi, bà uống giúp con với. Bà uống giúp con với. Nhìn ba, nhìn hầu chỉ táo ba. Con không uống hết được. Đấy. Rồi, con cảm ơn bà. Đây à, chị uống được không? Thôi để mọi người uống nước ngọt. Thôi em uống được thế này thôi. Thế anh hết đi, anh hết chỗ này đi. Em uống trước rồi. Không uống được. Không say cái này nửa. Không uống được. Tí tí là gì đâu. Nhưng mà uống nhà không có con gái gả cho em thì không uống đâu. Có phải chứ. Có, phải kiểu gì đâu. Con gái gì. Được nha. Vâng. Đây, rất dễ. Thôi, một chén rồi. Thôi. Một chén rồi. Một chén rồi. Chị nhớ nha, muốn ngủ tí nha. Rồi. Thôi chết rồi. Cái cuộc chia kẹo này thành cái sợ thành cuộc cãi vã mất. Anh lấy nước cho mọi người uống thôi em nhá. Vâng. Đấy, em mời mọi người. Vâng, cảm ơn nhé. Nếu muốn để chén nào anh. Ngày hôm nay mình rất là vui, rất là hạnh phúc, thực sự là rất hạnh phúc vì đã mang tới cho những người đồng bào ở đây một cái niềm vui nho nhỏ.
nhưng chỉ cần như này thôi là mọi người đã cảm thấy là hạnh phúc lắm rồi. Đấy, đi lao động về có nước uống, một chút nước giải khát như này là mình thấy ai cũng rất là vui. Thì ngày hôm nay thì gia đình anh sẽ làm cơm để mời tất cả mọi người nữa, đúng không anh? Vâng. Ừ, đó thì hy vọng rằng với một chút đóng góp của mình, một chút nước ngọt của mình thì bữa cơm hôm nay sẽ vui hơn, mọi người sẽ ăn ngon miệng hơn. Đấy, còn bây giờ thì có lẽ là mình phải tiếp tục hành trình của mình rồi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chào mọi người nhá. Bye bye mọi người nhá. Rồi, tạm biệt mọi người. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.